Lên cho chú mở xích 7 làm 7 nha. Này xích 72 có, xích 91 có nha, 325 thì không có rồi. Có hình như có 325 nè. 325 có nha. Cộng cứ 100.000 nha mấy chú nha, mắc chưa tới 3.000. Mấy cộng này là trên 30 mắc hết nha. 30 30 mắc là 90 rồi, này trên 30 mắc hết. Cộng cứ 100.000 nha. Xích thì còn được nha. Nè. Xích thì còn dày nha. Này về cua ok nha. Rồi, cộng cứ 100.000 nha mấy chú nha. 72 có, 325 có nha. 91 có luôn nha. Rồi 91 không có, 91 không có. Có 325 nha. Với lại lên cho mấy chú 4 cây lam nha. Made in West Germany, Etin lam 70. Latin thì siêu đẹp nha. Cây này mới, cực kỳ mới. Con này trong con máy Estin 0640 nha, MS640 lấy ra nha. Made in West Germany, Latin là chua chống nước sơn hết luôn. Cái này là 7 tấc. Latin là Latin đúc nha, nó sẽ bằng mặt. Còn mấy lam sau này là nó đắp lên thì sẽ nhô lên nha, nó có sẽ sờ mấy chú nó cảm giác Latin nó bị nhô lên nha. Còn này là bằng mặt với cái thân luôn. Cây này 7 tấc nha, Etin lớn. Cây số 2 là Sindewa 59 nha. Tổng chiều dài 59, mấy Latin là khoảng 7 tới 8 ly luôn nha. Làm cũng Sindewa. Còn mấy chú cái này thì về là gắn vô hu là y như gin nha. Còn muốn gắn cái tin này phay cái chân này ra 12 ly để cho lọt vô con ốc nha. Mấy cái lam này là mấy chú mà về xài cưa gốc cao su mà sình đất đất cát á, là cái lam này xài cực kỳ ngon nha, nó không có phá lam. Mấy chú mà đi bứng gốc cây rồi cưa thẳng xuống đất luôn nha. Cây này còn lớp bọc luôn mấy chú thấy không? Cây này mới như chưa xài. Cây này gắn hu lớn bình thường nha. Còn này máy nhỏ gắn được luôn nha. Nó làm đường nhớt cho máy nhỏ, máy lớn gì gắn được hết. Muốn ép tin thì cũng phay ra 12 ly nha. Cái lam này 58, Latin khoảng 7-8 ly luôn. Cây này cũng y chang luôn nha. Cây này 58, Latin 7-8 ly luôn. Không cong, không vênh. Latin siêu đẹp.